Xe đạp đất để xóa này, khả năng là xin cái này về để ấy phục hồi lại cái xe này nhá, xin lại cái xe về bé này. Cái này chắc là để lâu rồi, cây cối mọc um tùm lên rồi. Này về phục hồi lại nha. Mất yên chưa? Chắc phải yên nữa đấy không? Mất yên nó dài rồi đây. Thank you.
đi.